À, Tri xin chào cô chú nha. Bây giờ mẹ sẽ cột tóc cho cháy nha, đứng im nha. Hôm nay mẹ sẽ cột cho cháy một kiểu tóc mới. Đây nè, mẹ cho con nè. Rồi, cầm chơi đi. Cầm chơi, đứng mày cột tóc. Gì đó, gì rồi, rồi chạy đi. Rồi, nó đầu nó tự chạy thôi, cho dễ gì. Dễ dễ đập hơn. Nó đầu tự chạy. Nhỏ này mẹ lấy cái lớn, con cầm cái nhỏ vừa tay hơn nè, đó. Rồi, để mẹ cột tóc em nha. Ô, trùng má đi nha. Cô chú ở bên ăn chay ha, nó ngủ cho tới hả 11:30 nó mới dậy. Cô chú đập cho nó đập đi cô chú ơi. Gái con lứa gì mà ngủ trễ đó. Bên này mẹ cột tóc hai bên cho em nha, lâu quá rồi mẹ chưa có cột tóc hai bên cho em. Đào đào đào. Ồ, mẹ biết rồi, mẹ xin lỗi nha, xin lỗi ngàn lời xin lỗi. Tình yêu ơi, hồi đó mẹ cột rồi đừng ấy nữa. Và bây giờ quay qua đây mẹ mới cộng đây được đó. Đứng đây nè, rồi đứng đây à. Nó cũng đồ vậy, nó cũng đồ quay đằng trước à. Đứng đây nha, đừng có quay là mẹ còn không có đều đó. Nhìn vô có đẹp không trai, nhìn vô mắt kiến có đẹp không? Đẹp chưa? Rồi đi, bây giờ đi. Cô chú ơi, con sạo kìa, cái con sạo nó đầu cái lượt kìa. Tình yêu ơi, ngàn lần xin tha thứ. Rồi xuống đây chơi nha. Đó, cô chú ơi, cô chú con chơi nè. Coi nào coi khác ừ, coi này nha. Ờ ừ. Đó, cô chú còn bên này không? Bộ outfit của chay nha, trang phục của chay nha. Đó, chay này chay mặc váy. Chay mặc váy. Đó, coi nó đó, đó. Con thích cái nào con bấm vô đi. Bấm vô coi đi, thích cái nào bấm vô đi. Chọn cái nào. Đó, thấy chưa, thấy nó bấm vô chưa. Nói giờ là iPad là nói với nó là chuyện thường tình thế thôi mà. Nó còn comment nữa chứ đâu phải giỡn đâu. Thôi được rồi, xa ra. Bấm xong rồi là phải xa ra. Trời ơi, nó coi nó đó. Đó, thấy chưa? Rồi, bấm xa ra, để xa ra. À trời ơi, con này bấm khác hả? Đó, bấm cái khác. Rồi, thích cái đó chưa? Đó, thích nên đó, nó bấm cái khác nữa. Cái này là phải tắt xuống mới kéo được. Rồi đó. À, bấm cái khác phải không? Đó. Rồi, nó chấm. Nó chấm liên tục liên hồi, nó thích không có mấy cái đó, nó coi hết rồi đó. Coi cái đó nha. Trời. Nó kìa, hôm qua Ngọc đang nằm trong phòng, cái nó chạy ra đây mà tự động nó mở cái iPad lên, nó bấm nó hát nghe tăng 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 tăng. Cái nó nói trời đất ơi, vậy là ở ngoài nó tự động nó bấm lên rồi đó. Coi nó mò hay chưa cô chú. Rồi bây giờ coi cái đó chưa. Coi rồi thì mẹ đi ra nha. Rồi coi đi. Mẹ đập con nghe chay. À, trời đất ơi. Thôi mẹ tắt luôn không cho coi. Phải để xa ra. Nghe lời mẹ để xa ra. À, trời ơi, cái con chay này. Con nghĩ mày đang cầm camera là mày không dám la con hả chay? Để xa ra. Đây nè, mẹ mở lên nè, mẹ bự lên nè. Đó, mở bự lên nè đó, đó, mở bự rồi coi đi. Mở cho bự lên rồi coi đi. Đó, mở bự rồi đó. Ngoan nha, không có liền nghe chứ. Nè, bây giờ nhìn cô chú cái nè. Nhìn cô chú coi con kiểu tóc đẹp luôn nè. Trời, kiểu nó không nhìn luôn thấy chưa. Thôi bây giờ mày lấy đồ ăn cho con ăn nha. Mâm mâm nha. Chay. 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 Mâm mâm nha. Ừ. Rồi, giỏi. Đó, cô chú ơi, chay bây giờ đang ăn cơm với thịt kho nè cô chú. Đó, cơm với thịt kho, với nước thịt kho nữa. Đây này mày múc cho.
cho cô chú coi nha. Good job chị. Good job. À, cô chú thấy thằng chị giỏi chưa? Đâu á? Cô chú ơi, bây giờ em ăn dưa hấu. Dưa hấu cái mỏ đó kìa, cái mỏ này. Trời, cô giỏi quá. Cơm dưa hấu là thôi. Quá giỏi luôn. Dưa hấu ngon con ha. Dưa hấu ăn đỡ khát nước ha. Trời ơi, coi coi kìa. Ăn xong rồi dọn bãi chiến trường này của chay nha chay. Tự dọn nha, bữa nay mày không dọn đâu nha. Trời ơi kìa. Wow. Đó đó, cô chú coi đây nhấn vô kìa. Wow. Giữ ta cuốn sách mà có đàn luôn. Cô chú coi biết đầu tóc nó châm bơm rồi nè. Này, nhấn vô chiếc máy bay coi, nhấn vô chiếc máy bay. Wow. Con đọc sách đi. Con bò kêu sao? Bò. Con bò nó kêu là bò. Đọc đi. Đọc sách đàng hoàng nha. Để mẹ ngồi đây mẹ đợi mẹ dịnh cho con nha. Đó. Đó, trời ơi, con này nó kêu quá ta. Dạ, con chó đâu mày, con chỉ mẹ con chó coi. Con chó nè, con chó màu hồng nè, con chó mặc bộ đồ màu hồng. Ừ. Con nói đi chó. Đúng rồi. Đó, nó đọc sách đó, cô chú thấy chưa? Con sách nó nhỏ hơn đó, con đọc gọn hơn đó. Ít trời trời trời. Ở nữa. Dữ rồi ta. Đây này, ngồi im này mẹ coi mày cột tóc rồi ta. Mày cột tóc gì thế? Ngồi im đây nha mẹ cột tóc lại con nha. Bà black sheep, have you any wool? Yes sir, three back four. Ôi đau, mày biết đau. Biết sao không? Hồi nãy con để đồ ăn dính vô tóc đó. Nhưng mà thôi ngủ đi. Ngủ đi rồi chút nữa dậy cái mình ăn uống xong mình tắm sao. Chứ còn mà tắm hoài con mà. Con dơ cả ngày là tắm hoài luôn á, là dơ hoài luôn. Không có thời khắc nào mà trong ngày mà con sạch sẽ, chứ con ngủ là con sạch thôi đó chứ. Con có biết điều đó không chơi? Cột nha, mày cột tóc cho em nha. Rồi, đẹp quá. Đẹp không? Chà, đẹp dữ ta. Bà black sheep, have you any wood? Yes sir, three back four. One for the baby Jay, one for mommy, one for daddy, and one for who? No, one for lucky. Không mày miếng à? I love you, JD. Đó, cô chú thấy em ngoan chưa? Em nói em mặc váy đó, cô chú thấy chưa? Đi xuống rồi, đi xuống. Đi xuống coi mẹ cột tóc đẹp không? Đi xuống coi.
Thôi, thôi, mấy cái này á, xài xong cất lại đi chứ con thấy sách con nhiều quá mà cái con la cái con làm con xé đồ hư hết trơn rồi cháy ơi. Biết không? Giờ con chưa biết chơi mấy cái này đâu, mẹ chi. Để mà để dành cho mẹ đọc cho con chơi cho vui thôi chứ con đừng có đinh mấy cái này ra kia. Ngoài kia. No. Đi xuống đây. Đi xuống đây. Xuống đây. Xuống đây. Xuống đây. Đó, cô chú khơi ra đó. Rồi xuống đây, xuống đây, xuống đây. Xuống, xuống. Xuống đây. Con nó bám ở trên cái này. Xuống, xuống, xuống. Trượt, trượt, trượt. Sợ té, sợ té. Xuống đây không có té đâu, con xuống được. Mẹ biết. Sợ té đó. Xuống đây không có té. Đây nè, đây mày dịnh nè, rồi xuống đi. Xuống. Đó, trời ơi, thấy chưa, đợi tôi dịnh nó mới xuống rồi đó, khùng dễ sợ không, nó sợ té, nó đau không đó đó. Ha. Đó, đó. Thấy chưa, thấy chưa. Bởi đồ mà mất là nó trong mấy cái chỗ này hết rồi chứ không đâu đó. Rồi đi lại coi mày cột tóc đẹp không, đi lại kiến coi mày cột tóc đẹp không. Đi lại kiến coi mày cột tóc đẹp không kìa. Đây nè, lại đây kiến coi mày cột tóc đẹp không. Đẹp không, coi cột tóc đẹp không. Đó, cầm đi. Rồi coi mẹ cột tóc đẹp không. Làm gì. Đó, tự nhiên. Để coi nó làm gì nha. Đó. Để chậm đó. Sao. Úi trời ơi. Rồi, vỗ tay. Vỗ tay. Ba ba black sheep have you and ấy, ấy da. Oops. Em chay chay của mẹ em ơi, Suzuki của mẹ em ơi. Rồi giữ chưa? Bika, 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 Pikachu. Vậy đó, bà ngoại mới hát bài gì chay? Mẹ mua cho em con heo đất, mẹ mua cho chay con heo đất. I a i a. Ngày hôm nay chay vui lắm, cầm heo trên tay chay ngắm. Ý a ý a. Làm sao cho heo mau lớn, làm sao đó. Trời đó, ra đây đâu đi. Ngồi đây quay cho cô chú coi nó nghe, thấy chưa? Thấy nó chưa? Tao biết, tao biết, biết thế nào nó cũng lượn vô đây nè, nó lẻ leo ra đây mà, thấy chưa? Nó lại tới rồi đó. Đó, đó té nghe chay. Đeo vô cho mẹ đi. Đeo vòng vô cho mẹ đi. Đeo vòng vô cho mẹ đi. Đẹp quá. Mẹ cảm ơn con nha. Đó, bây giờ nó dối lên nó ngồi đó. Thấy chưa? Đó, quay cho cô chú coi được cái hành trình mà nó lên nó ngồi như thế nào nha. Thôi, 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 trả. Không có chơi với cái viết, không? Ừ. Này chơi, này chơi. Chơi.
Không biết ở trên đây có gì mà ưng lên đây nó bấm chuột rồi cái nó mở máy tính. Trời ơi, nó mở máy tính một ngày tắt cái máy tính hả? 20-30 lần có. Nó cứ bấm thì xong, tại vì máy tính bấm lên là có màu có sắc đó. Rồi có con chuột để bữa nay nó lên đây nó phá được con chuột luôn rồi nè. Chuột đẹp quá trời. Trời, ghê chưa? Rồi giờ đừng nói đứng ở bàn luôn nha, mày là mày đập đó. Ở trong đó không có gì hết. Không làm sao kẹt bằng phím rồi kẹt cái máy hư cái máy phải mua cái bàn phím khác cái chay à. À biết sao không? Bây giờ phải kiếm cái cách lấy cái ghế này đem bỏ chỗ khác. Rồi là không leo lên đây được. Không có ba ở nhà là mày lôi cái ghế này mày đi kiếm mày bỏ chỗ khác. Nhưng mà mày sợ mày bỏ chỗ khác là con lại kiếm cái chỗ khác con leo lên đây này. Nhà này bự quá không có thể kiếm cái chỗ khác để bỏ ghế nữa. Chay. Chay. Thương mẹ để đâu? Thương mẹ để đâu? I love you, JD. Trời ơi, thấy thương không? Cô chú thấy thấy thương chưa? Ủa thương mẹ để đâu? Nó ngồi một cách ngơ ngác mà nó trầm tĩnh đó đi chứ. Nó đánh vô đầu nó. Trời đất ơi. You melted my heart, JD. Oops. Chay chay. Chay ơi, chay. Mẹ nghe nè, nghe mẹ nói nè, chay. Về đi ngủ chưa? Chay, về đi ngủ chưa? Chay xì cay thôi xì dơ. Chay xì cay thôi xì dơ. Chay, con nghe mẹ nói chưa chay? Về đi ngủ không? Khò không? Nó khò đó, nó ngần đó, nó khò đó. Giờ mẹ bồng con đi ngủ nha. Nha nha, bây giờ mẹ bồng đi ngủ nha. Đi ngủ gì giật khi Dũng ngoan 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 cho cô chú coi nha. Thôi thôi đừng có phá. Đi ngủ nha. Nha, ngủ nha. Thôi giờ mẹ bồng đi ngủ, đi, đi ngủ. Đi, đi ngủ, đi. Đi. Đây, đi ngủ. Ô trời. Đây này mẹ lấy cái ba đâu rồi? Ba đâu? Ra lấy cái ba xong đi ngủ nha. Dạ mẹ đi. Đây, đây mẹ lấy ba cho. Đây. Nè, ba bà này. Ôi trời ba bà. Này. Ủa không xài, trời không xài ba luôn hả? Không xài ba luôn hả? Ờ không xài thôi. Lấy không? Lấy ba không? Lấy ba đi. Rồi. Xạo hả mày? Xạo hả mày? Giả mù xa mưa hả mày? Giả mù xa mưa hả mày? Rồi bây giờ cô chú ơi, bây giờ cháy đi ngủ nha cô chú. Bây giờ đi ngủ là vừa rồi đó. Đây, bắt đầu mày, mày sợ. Đó. Rồi cái con gấu mà con yêu thích rồi. Con gấu mà con yêu thích rồi. Để mày ra mày lụm. Mày ra mày lụm con cáo già nha chưa? Cáo già mà con yêu thích nha. Cái mẹ nói chuyện kỳ quá, tự nhiên mẹ kêu người ta kêu bạn của con là cáo già hả? Đây, cáo già đây. Cáo già 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 xí xí đây. Úi trời ơi, ôm cáo già đi. À. Đúng rồi, bây giờ chay đi ngủ nha cô chú ơi. Chay có bạn cáo rồi. Sao bị hết focus rồi. Đó. Chay ôm bạn cáo nha. Đó. Ba ba flagship baby Jay, go 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 to sleep sleep sleeping. Đây mày gỡ cái này ra để ngủ nó không có bị cấn bị đau đó. Ô đau đau con mày biết mày biết. Rồi ngủ nha mày thương em nha. Rồi cho cô chú coi Jay ngủ ngoan nha. Rồi ngủ ngoan nha.